Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 16 tháng 11 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Bắc Bộ hoạt động hội tụ gió trên mực khí quyển trên cao đang suy yếu dần, do vậy mưa ở khu vực này đã giảm đi đáng kể, chỉ có xuất hiện mưa diện rải rác ở các tỉnh vùng núi vào thời điểm đêm và sáng sớm, nhưng lượng mưa sẽ không còn nhiều. Ngoài ra, do khối không khí lạnh đã lệch ra phía đông và biến đổi thành không khí khô chuyển sang khối không khí ẩm. Do vậy, đêm và sáng sẽ xuất hiện tình trạng sương mù và có thể ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông, đặc biệt là ở những nơi gần ao hồ, sông ngòi. Nhiệt độ vào lúc đêm và sáng giao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ, vùng núi thấp hơn khoảng 2 độ, đêm và sáng trời xe lạnh. Vào ban ngày, trời phổ biến có mưa vài nơi, có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào lúc trưa chiều ở khoảng từ 28 đến 31 độ, mang lại cho người dân khu vực bầu không khí dịu mát. Tại miền Trung, ngày hôm nay do chưa có hình thế thời tiết nào gây mưa, nên khu vực chủ yếu có mưa vài nơi, ngày có nắng, thuận lợi cho đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 28 đến 30 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và cao hơn khoảng từ 1 đến 2 độ tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa cũng ít có khả năng xuất hiện, chỉ còn xảy ra lác đác vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và cũng kết thúc khá nhanh nên không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh hoạt của người dân. Còn vào ban ngày, thời tiết chủ đạo tại các khu vực này là nắng giáo không mưa, Nhiệt độ vào lúc trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ ở Nam Bộ. Tiếp nối bản tin là dự báo thời tiết trên các đô thị lớn. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội thời tiết tương đối tốt, ngày có nắng, gió thổi nhẹ, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của quý vị. Nhiệt độ không quá thấp vào đêm và sáng phổ biến trong khoảng từ 22 đến 24 độ, cao nhất trong ngày giao động ở mức từ 29 đến 31 độ. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên lưu ý là vào đêm và sáng sớm, trời có thể xuất hiện sương mù nhẹ và phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông trong thời điểm này. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng nằm sát biển nên vào đêm và sáng trời nhiều mây hơn một chút so với thủ đô Hà Nội và hiện tượng sương mù nhẹ cũng sẽ xuất hiện. Do vậy, các hoạt động lưu thông hàng hải cần phải chú ý. Nền nhiệt độ cũng thấp hơn một chút, thấp nhất trong khoảng là từ 21 đến 23 độ. Trưa và chiều trời nắng và khô giáo với mức nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên mức là từ 28 đến 30 độ. Nói chung, vào ban ngày khi có nắng, các hoạt động mua bán thông thương hay các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở các cầu cảng có thể diễn ra bình thường mà không gặp bất cứ một trở ngại nào từ thời tiết. Lui xuống phía nam đến với thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay phổ biến là không có mưa, trời khô ráo và có nắng. Thời tiết ủng hộ cho các chuyến tham quan du lịch đến với thành phố biển xinh đẹp này của du khách. Các hoạt động vận tải hàng không cũng như đời sống sinh hoạt của người dân cũng hoàn toàn diễn ra thuận lợi. Vào đêm và sáng trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ. Vào trưa chiều nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng cũng không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Lên cao nguyên đến với thành phố du lịch ngàn hoa Đà Lạt, nét đặc trưng của khí hậu Đà Lạt luôn mang đến cho du khách những cảm giác sảng khoái. Thời tiết vào đêm và buổi sáng sớm trời vẫn rét nhẹ với nhiệt độ ở vào khoảng từ 15 đến 17 độ. Ban ngày trời phổ biến không mưa, hửng nắng nhẹ nhưng nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ đạt mức từ 24 đến 25 độ. Thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan du lịch của du khách tại thung lũng tình yêu mơ mộng, thác Cam Ly hùng vĩ hay là những vườn hoa nổi tiếng ở Đà Lạt. Tuy nhiên nếu lưu thông hay hoạt động ngoài trời vào buổi sáng thì quý vị nhớ mặc thêm áo ấm để đảm bảo sức khỏe. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, mưa cũng ít có khả năng xuất hiện. Ban ngày trời nắng và nền nhiệt tăng lên mức là từ 32 đến 33 độ. Thuận lợi cho các hoạt động hong phơi đồ, khởi công xây dựng của người dân thành phố. Đêm và sáng trời mát mẻ với nhiệt độ chỉ vào khoảng từ 24 đến 26 độ. Tuy nhiên, ban ngày trời có nắng nhiều cùng độ ẩm không khí hạ thấp. Vào lúc 13 đến 16 giờ chiều, độ ẩm không khí giảm xuống từ 60 đến 65% nên sẽ mang lại cảm giác hơi khô nóng. Do vậy, quý vị và các bạn vẫn nên tăng cường lượng nước cho cơ thể trong thời điểm này. Với thành phố Cần Thơ vào ban ngày trời có nắng vừa phải và khô giáo, nên nhiệt trong ngày hôm nay cũng chưa biến động nhiều. Nhiệt độ thấp nhất giao động từ 24 đến 25 độ, còn cao nhất chỉ phổ biến từ 31 đến 32 độ. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch cây trái của bà con miệt vườn. Tuy nhiên, vào lúc chiều tối, trời có thể chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa rào và rông cục bộ. Tuy nhiên, lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh nên không có ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động giao thông những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành